thì ở trong kinh sách Phật cũng đã dạy, khi một người tu chứng người ta biết là phạm hạnh đã xong, những cái điều kiện người ta làm thì người ta cần làm rồi, hết rồi, bây giờ người ta không có làm nữa, người ta biết là người ta sẽ có một kiếp này thôi chứ người ta không còn cái kiếp khác nữa, người ta biết rất rõ. Cho nên rõ ràng là trong kinh Phật vừa nhắc đi nhắc lại những cái lời này rất nhiều. Một vị tu chứng của A-la-hán là người nào cũng xác định được cái điều mà họ đã thấy. Cho nên ở đây đúng là kinh sách Nguyên Thủy nó xác định chúng ta biết rất rõ. Vì do đó kinh sách Đại Thừa thì không có được. Người mà thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng của A-la-hán là tại vì kinh sách Đại Thừa nó có cái bước thôi, nó mới dùng cái những cái điều kiện đó mà nó nói ra thôi. Cho nên ở đây tại vì những người đó, những người Phật tử đó, hoặc là quý thầy, người ta không có chịu nghiên cứu về kinh sách Nguyên Thủy, chứ người ta chịu nghiên cứu về kinh sách Nguyên Thủy. Khi Đức Phật mà tu chứng rồi, Đức Phật biết Đức Phật tu chứng, cho nên Đức Phật khi chứng rồi, Đức Phật mới quỳ xuống mà đảnh lễ cái giáo pháp mà mình đã truy tìm ra được mình tu chứng. Cho nên Đức Phật đã đảnh lễ cái pháp đó, biết là nhờ cái pháp đó mà mình được chứng đạo. Cho nên rõ ràng là cái người tu chứng biết đó. Thì tại vì những người cư sĩ đó họ chịu ảnh hưởng Đại Thừa, cho nên họ không có chịu nghiên cứu về kinh sách Nguyên Thủy, coi nó là kinh sách Đại Thừa. Và đồng thời thì các tổ chúng ta chế ra cái Bồ Tát giới thật cấm, không có cho người cư sĩ và người cư sĩ chúng ta học và tu cái pháp của Thiên Văn Đại Thừa, coi như là vậy. Cho nên bây giờ chúng ta trong cái đời chúng ta là may mắn là chúng ta có được cái bộ kinh sách Nguyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch, và người lại là đứng đầu ở trong cái giáo dục tăng ni, cho nên ngài đã hướng dẫn cho chúng ta trên cái sự học về tăng ni, về học về giáo lý của Nguyên Thủy của Phật. Cho nên ngài có công rất lớn cho chúng ta. Cho nên cái công của ngài mà đối với tu tập của thầy, thầy không bao giờ thì quên cái ơn của ngài đó. Cho nên bây giờ mà các con nghe những cái lời mà thầy giảng, các con chưa đủ niềm tin thì các con hãy lật lại cái bộ kinh sách của Hòa Thượng Minh Châu đã dịch, cái bộ kinh Nikaya, thì các con sẽ thấy lời dạy với thầy lời thầy và các con sẽ hiểu rất rõ. Cho nên chúng ta phải có cái duyên phước, chúng ta phải gặp được chánh pháp của Phật. Vì vậy mà hôm nay lại còn có cái duyên phước là các con gặp được cái kinh nghiệm của thầy. Đã gặp được chánh pháp mà không có kinh nghiệm thì cũng khó tu lắm, mà gặp được cái kinh nghiệm nữa thì các con đã được chánh pháp của Phật, gặp được cái kinh nghiệm trên cái chánh pháp nữa thì cái con đường các con tu không còn khó nữa. Được thân người là khó mà được Phật pháp còn khó hơn. Bây giờ chúng ta gặp được chánh pháp mà gặp được cái người tu chánh pháp có kinh nghiệm dạy nữa thì cũng như là chúng ta đã gặp Phật thời Đức Phật rồi. Cho nên thầy thấy rằng trong cái thời nay mấy con đủ cái phước mà các con không có được tu thì thiệt là hưởng mấy con. Thầy sáng tu, đã là tu thì phải tu cho nới tơi tới chốn, đừng có dễ vui vì cái thời gian chúng ta phí